Cũng tại huyện Cung Đảo, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với liên doanh Việt Nga Việt Petro tổ chức khánh thành và bàn giao công trình tuyến đường Hoa Anh Đào. Công trình được Công an tỉnh phối hợp cùng liên doanh Việt Nga Việt Petro triển khai từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Đến nay đã trồng được 2.197 cây hoa anh đào dọc 12 km trên tuyến đường từ cảng hàng không Côn Sơn về trung tâm huyện Côn Đảo với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng do Liên doanh Việt Nga Việt Sô Petro tài trợ. Công trình góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo tạo nên điểm nhấn du lịch lý tưởng ấn tượng trong lòng mỗi du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan khám phá Côn Đảo.